Ngày 31 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn số 36 về việc chủ động ứng phó với mưa rông kèm lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển gửi các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trong đó yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau một theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh hiện tượng mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống đặc biệt là bố trí lực lượng sung kích vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng kịp thời 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.